ចឹងនឹងគឺជា part ទី15នៅក្នុង JavaScript that and time ចឹងចតុថានេះជា break that and time នៃ practice ចុងក្រោយរបស់ that and time ចុះចឹងខ្ញុំធ្វើត្រឹមតែ hour ទេអូខេចឹងមក detail យើងអាច research មកបើសិនយើងចង់ធ្វើលើពីហ្នឹងចឹងខ្ញុំធ្វើតែខែថ្ងៃម៉ោងឆ្នាំតែប៉ុណ្្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើយើងនឹងគឺយើងក៏អនុវត្តពីទី1រហូតដល់ចុងក្រោយអញ្ចឹងអាទីចុងក្រោយទី4របស់យើងគឺយើងបានប៉ុណ្្នឹងគឺយើងថែមលេខ6នឹងមិញអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូមួយនេះវិញគឺយើងនឹងនិយាយអំពីម៉ោងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រកាសបរាយបងមួយខ្ញុំដាក់ថា timerគឺជា arrow function មិនជា right bot ទេវាគឺជា arrow function អញ្ចឹងដល់ម្លេះយើងបកកា object មួយអញ្ចឹង let ខ្ញុំដាក់ថា time small new that okayអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងចង់ខ្ញុំចាប់នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំយើងចាប់យកប្រហែលនេះចាប់យកតែ3សិនចុះឥឡូវខ្ញុំចាប់យក3 let our smart time dot get our okay let minute smarttime.getMinute let second smartTime.getSecond okay ចឹងយើងចាប់តែ3នេះសិនអូខេចឹងយើងចាប់តែ3នេះសិនទេចឹងយើងចឹងយើងចាប់យកទៅវាបាននេះចឹងយើងសាកតែ display វាសាកមើលសិនទេចឹងយើងនៅក្នុង H1 តដែលចឹងខ្ញុំបកកាមេរ៉ាឲ្យបងបន្តិចខ្ញុំដាក់ថា result ដល់ document.query selector ខ្ញុំចាប់យក H1 អូខេអញ្ចឹង result របស់យើងហ្នឹង .init.html smart អញ្ចឹងយើងចាប់យក our បូកអញ្ចឹងយើងថែមសញ្ញាចុច2នេះបន្តិចដើម្បីមកទៅនេះយកបោកជាមួយនឹងសញ្ញាចុច2នេះហើយបោកជាមួយនឹងសកម្មអូខេប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើង call function យើងមកអញ្ចឹងយើងប្រើ set interval ដើម្បី call function ហ្នឹងថាមកហើយរយៈពេល1000 millisecond យើង call function ម្ដងអញ្ចឹងយើងទៅមើលរីសាយើង here we areបន្តែយើងឃើញមាន NAN មួយជាពូ NAN មិន not a number ជាពូ second អញ្ចឹងវាមានបញ្ហាអីនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតែមើលទាំងអស់គ្នា second set timer អូខេកន្លែងនេះគឺយើងឲ្យ set ទៅជា get timer get second អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញនៅពេលនេះគឺយើងក៏ដែរវីដេអូយើងកំពុងធ្វើគឺវាម៉ោង11 3នាទីហើយនឹងអានេះដែរ second របស់យើង hello អញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងចង់ឲ្យលេខប៉ុណ្ណឹងគឺម៉ោងរបស់យើងគឺដែរអូខេតែអ្វីដែលជាបញ្ហាមួយទៀតរបស់យើងដែលយើងចង់បានលើពីនឹងនោះគឺនៅពេលដែលលេខនេះបើសិនជាវាឡើងដល់ម៉ោង12ហើយពីម៉ោង1វានឹងលុតម៉ោង13អញ្ចឹងយើងអាចចង់បានអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបានជាម៉ោងលេខ1វិញជាម៉ោង1ហើយអាកន្លែងនេះវាមាន01យើងចង់បានតែលេខគាត់ទេដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បាន0ពេលវានោះលេខ1អញ្ចឹងគឺយើងបាន0ពីមុខអាកន្លែងនេះដូចគ្នាតែចង់បាន0នៅពីមុខអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងបានគឺយើងត្រូវដាក់អីគេគឺយើងត្រូវត convert វាទៅជា to string ដូចវីដេអូទី4អញ្ចឹងដែរ to string function អូខេយើង convert វាទៅជា string to stringto string okay
chân bắt đầu bây giờ convert video chia to string hay chúng ta sẽ xác xa present bar hour dot length của nó bây giờ convert thì string vì ai thôi chỉ length bài này ok tôi chừng phí mình lại thả vì mình phí tuần ọt vì mình đã mặc tuần chứ ngồi hour bỏ dưỡng nâng bộ thèm cho mình lại sổ ok chân và sân bờ mình nút bởi dưới nâng đọt lãng tổ chức bì đà nâng dân dù ở mình nút nâng đôi khi đà tí xôn bột chung chân dân xạ tầm mơ lãng vít bởi thì mình lịch xôn mùi nè khế dì khách mình lịch xôn nào cái lại này mùi xôn pram tại sao này vì mình bì tuần xạ bánh chức việc chạy xôn thì chân anh ít vì mình lịch tầm tuần chân ở đây tầm mơ sẽ khăn nên là bê lý những thêm là mình tiếp if second dot length tôi chừng phí chứ nhưng ở second nâng smart để chỉ số bột chung nâng ở second ra ok chắc là phí nhưng tôi mà second là phí về load đó là lệnh mùi biết được gặp thì chênh số mùi vì anh đã chênh lệnh mùi tí 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 như bây giờ bột thêm lệnh số bị bột ok số mùi ok chắc dương phơ việc dương phơ việc bàn này bật tay vậy để dương trong bàn nắng cứ miền trầm tập bàn nắng thì dương trong ao ảnh đấy về được mà mùng lệch mùi nó về là mùng mùi mùng mùi thứ ngày việc ở trong là lên đọc bài để chắc dương trai già lại mẫu nó dương trai sầm nọ về là đọc pi mất ok dương trai sầm nọ về là đọc pi chứ nhưng vô mẫu nó chạy xâm nòng đọc pi hết convert về tới string chẳng cái lại những môn đọc mỗi viên đó tại thì bên tay đọc pi là môn đọc pi viên đang chạy sồn sồn hay là pi về môn đọc môn mũi viên đang chạy môn mũi thầm nè cô đọc bấy chạy những đọc pi về xâm nòng về sồn mũi bên tay bằng hai mũi đại diện được cả lắng cứ đọc pi môn đọc pi viên đang chạy sồn sồn cái này ok chẳng là lấy những một sắc xa cái lại đi sân ok những sắc xa thao person ba hour bởi dân ở lại nhé dân vô dân vô time dot get hour bởi dân nâng thì tôi chân đọc pi ok thì tôi chân đọc pi dân trong dân trong time bởi viện trên AM tích chân bởi viện tôi chân đọc pi dân bộ cái time cho mọi người AM vì break bộ mong tôi chân còn đọc pi vì mong pi break nữa thế áo cứ ập thành nồi này chẳng PM chẳng là lớn đấy việc cô đại trên AM hay là bạn về trên PM ta đi tập mới được học cái này anh ấy việc cô đại trên AM chẳng cách nào vậy và chẳng cứ ập bàn đã chỉ phản sinh ok chẳng việc trên một đồng người ok việc trên AM okay, AM chẳng mong còn nắng cái AM bên tai dương là con và hà bò dương cứ nó bị mong đọc pi bị chạy sồn sồn bò đọc pi chạy đọc pi sẽ nói bị sọt sồn chẳng dương sắc xa lại khăn bị cầm bị mạnh bị chết đất rồi sân bá time dot get hour dương thay cho dương bậc cao và đại bò mũi smart này lơ hát đại dương mình phá hour ní của hour đi dương ban cho chạy được đọc pi đó hơi dương ai dùng một sắc xa còn lại nâng cao thì chẳng dương tôi chạm phản xa nâng sắc xa chẳng biết smart nhưng smart bài đoàn chứ smart đọc pi chẳng bởi vì smart đọc pi mà nó mẹ viết chữ áp thần luôn đi ok chẳng biết bởi vì smart đọc pi vì pi âm nắng bên tay dương ở pra hour này thì bộ hour này dương ban chạy viên được đọc pi nè ok chẳng dương ai vô hour này mà đạt thì chẳng dương vô anh nè vô kẹt thêm đi mà đạt ok chẳng nó bên này nó bây giờ về làm một đoạn một đọc pi về những chỗ lệ khăn đấy chẳng vì ở display anh đang tiện thế chẳng vì display anh chẳng vì trên đọc pi thom nè okay. Chẳng anh đang ngư tiện tàu đường mòn mồi gì bây giờ miền ấy chả làm tiện thế
đây chỉ phần nữa, ok, chẳng, anh ấy cứ tẹt tôn cho môi nâng ni bò dân, tẹt tôn cho môi nâng mông bò dân, hay bà sân dân trong tay hả mili sức khánh đứa thì anh sẵn tay tao ngọt thì mà tay nhau qua tay lên tới chẳng nhầm đã thả mili smart time dot get get mili sức khánh chẳng anh về đến liền tới đây mili sức khánh đó chẳng bà sân chìa lấy thì xả thay dô viên một bà nó có lại nà mùi bà nó có lại đi xả một bà nó có trong những bài tay đi ok mili ok chẳng anh ấy giờ ai ham một bọn mà anh ấy mà sẽ khăn này chẳng anh ấy mili việt tội anh ấy mà bọn mili sẽ khăn này chẳng như đã mà mili sẽ khăn co viên một đó chứ ok ok chẳng anh ấy mili sẽ khăn việt đà chẳng nó bị việt đà anh ấy thì chỉ đọc mà bọn mili lột anh ấy mà mười anh ấy mili sẽ khăn chẳng dừng ai tay mình đi scan anh sai là dừng trong para video ok chẳng that's it happy ah so that's all for this video scan đã được học ní riền với vị bán hay cái này để học chưa ba scan đã dừng ai note hay một số nhóm tổ chẳng nhóm sao có một phải bốn mong bớt xin nhóm tên này sau mà còn sau đó chọn video